Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ đang là buổi chiều tối các bác ạ. Đang là gần 5 giờ. Nhưng hôm nay trời nó ảnh hưởng của gió mùa đông nó lạnh hơn. Và thời tiết lúc nãy thì có mưa phùn, nên là trời đang tối hơn mọi khi. Hoàng Hiền đang chạy vào nhà chị gái, đưa các bác thăm mẹ con và chị gái, xem là hai mẹ con làm ăn như nào, sức khỏe ra sao. Đang vào gần đến nhà các bác ạ. Chị gái là chia sẻ các bác là rất là may, đến thời điểm hiện tại thì là về cái bệnh lưng của chị thì là gặp thầy đúng thuốc. Đấy, nên là đã cơ bản là phải khỏi đến 80% rồi. Đấy, ổn định này. Từ hôm mà đi bấm huyệt về đến bây giờ là không thấy là thiếu đau nữa rồi. Đấy. Mấy ngày nay thì vừa chiều thì chị gọi cho Hoàng Hiền. Đấy, báo là mấy ngày đi cắt dạ liên tục rồi. Đấy. Hoàng Hiền động viên là làm được rồi thì rất là mừng. Cũng phải là giữ gìn sức khỏe, làm nó nhẹ nhàng để tránh tái phát trở lại. Đấy. Đấy, các bác nhìn phong cảnh đẹp không? Một đời bà con đang đốt dạ, đốt rác. Đấy. À, ok. Chào chú Hoàng Hiền. À, xin chào. À, ai à, sạch sẽ ghê nhờ. Được đấy. Cỏ đang lên được rồi đấy. Bò đã cho vào rồi à? Bò đâu? Hả? À? Vừa chỗ nào? Có này này chạy đi mất rồi. Làm gì đấy, thấy chuối à? Đâu kiểu ra bò hay à kìa. Ok. Thế nào? Vừa đi cắt dạ về à? Vừa đi cắt dạ về đấy. Này cắt ở đâu? Cắt ở ngoài đồng bổng. Đồng bổng á? Ừ. Bãi của nhà hay bãi của ai? Của nhà. Dừng nói chuyện tí nào. Thành. Hả? Thành. Thành làm sao? Thành kêu nghỉ. Thành kêu nghỉ á? Ừ. Có gì mà vui đấy? Cái gì? Hả? Không có gì cả. À, cũng chia sẻ với các bác là một tin là cực kỳ vui đối với mẹ con và chị gái. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền mới công bố, cũng chia sẻ với các bác là hôm trước ấy, chị gái thì có chia sẻ là bệnh của chị ấy là bị ung thư vú. Đấy, nhưng mà sau khi mà kiểm tra lại ấy, chính xác ấy, thì cũng thông báo với các bác là bệnh của chị ấy là không phải ung thư. Đấy, mà có cái u thôi chị gái ạ. Đấy, nhưng mà không phải ung thư nhá, nên là cũng rất là mừng cho chị. Đấy, nên là bà ấy cười rất tươi mấy ngày hôm nay. Đấy, cũng chia sẻ các bác là cười như được mùa. Đấy, vui đúng không, tránh được cái bệnh nguy hiểm. Đấy. Hả? Cười gì? Làm sao thằng Thành cười cái gì? Hai mẹ con này cười cái gì mà ghê đấy. Qua đây nào. Mày vui quá. Mày vui quá. Ờ à, vui. Không phải hả? Thành mới làm toán được. Hả? Thành mới làm toán được. Thành làm toán được á? Ừ. Mấy điểm mà được? Ừ, hôm nay được 9 điểm. 9 điểm á? Thôi, không tin. Hả? Thưa chú ạ. Làm kiểm tra thì giấy hay miệng? Giấy hay miệng? Giấy. Cô chấm vào giấy á? Vâng. Bài kiểm tra đâu? Bài kiểm tra cô thu rồi. Thôi thì tôi không tin. Ông mang giấy kiểm tra đây đưa tôi, ông kiểm tra tôi mới tin. Cô thu. Làm đâu cô thu lại. Trời ơi. Dương Lam. Hả? Đâu có gì nói nào. Hả? Thế nào có gì mà vui đấy? Chả có gì cả. Hả? Chả có gì cả. Sao cười ghê đấy. Anh
Rồi. Được rồi, rồi rồi, biết rồi. Biết lý do rồi. Hả? À? Ừ. Như nào? Anh sô điện bao giờ? Anh sô điện được chưa là điện hỏi nào. Có ngày dày có ốm có đi bắt áo không? Bảo không, ngày dày em ở nhà rồi. Ờ, à, như nào nữa? Dày em ốm em ở nhà, em làm chăn nuôi ở nhà. Ừ. Bò bê. Xong như nào? Bảo anh bảo không được lội bùn. Ờ. À. Bảo anh mà thấy lội bùn nữ hiền mà điện xuống anh rồi làm dưới là anh và anh đãi đấy. Thế à? Điện bao giờ? Điện trưa hôm nay. Chắc chắn không? Chắc chắn. Rồi. Phải không Thành? Phải. Ừ. Nói chuyện lâu không? Nói chuyện được một lúc anh bán hàng. Anh bán hàng à? Anh bảo những cái gì? Bảo thế thôi. Bảo lâu không, không điện được cho em. Hôm nay tới bảo số vẫn số cũ thì vẫn sim cũ mà. À. Thế xong như nào? Xong đây thôi anh bảo. Nào xuống chỗ anh chơi. Ờ, à, thế có đi không? Hôm nay chủ nhật xong quá, hôm nào chú Hiền được nghỉ thì em xuống. Ừ, anh có mời chị mời em đâu. À, mời mỗi chị có mời em mới dàn diễn viên đâu. Anh quý chị. Ờ. À, ghê nhỉ. Thằng nào cười như được mùa ấy nhỉ. Cười ghê không. Chị gái này mời con này có nhiều tin vui. Anh sô điện là vui về tinh thần. Đấy. Các bác xem video các bác biết là chị gái thì chị rất quý anh sô rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là cái bệnh tình của chị thì nó cũng không phải là bị ung thư. Đấy, nên là cũng phấn khởi. Cái thứ ba nữa là lưng thì là cũng gần như là cũng khỏi 80% rồi. Đấy, nhưng mà làm nhẹ nhàng thôi. À, cơ bản ok. Đấy. Tay sao mà sát kia? Nó ngã đấy, như bật toán đấy. Làm gì mà ngã? Trơn sân sân đấy. Trơn ngã? Úi dồi, vỡ kìa. Hôm rêu. Rêu à? Thế sao ghế cái cây rồi mà trồng cái gì làm gì? Phơi quần áo làm dãy rồi. Phơi quần áo kiểu đấy á? Úi dồi, đóng cái cọc vào chỗ đấy, làm cái cây cái làm gì, đổ giật lại à? Hai mẹ con diễn viên điện tử. Đó này vẫn băm chuối nấu cám đều gì? Ừ, vẫn nấu cám đi. Ừ. Thế dạng cắt trở về chưa? Trở về thôi, chị trở về đây Thành. Hai mẹ con vừa kéo về. Đâu, kiểm tra nào. Xem bò bê kiểm tra xem nào. Nó đi được ngày luôn. Đây, 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 đây. Đi thân thoát rồi nhỉ? Dãy dọn sạch sẽ đấy. Đâu? À. Ê, ui dồi. Chào mấy chuyến? Chào mấy chuyến? Một chuyến. Trời sáng chị chào chứ. Sáng chị chào xe đạp mấy chuyến. Ui dồi. Hôm nào mà cắt được ấy, điện cho em trước. Ừ. Đấy, điện xong trưa về em mang cái xe bò em kéo cho. Ừ. Không thì điện nhờ chị Hiền được. Biết xe máy. Bà Hiền gọi máy bà ấy. Sao? Đôi lúc bà nghe được, đôi lúc bà ấy không nghe. Không nghe gì? Không. Nếu mà không nghe được thì điện cho em. Chở hộ không lưng đau đèo gãy lưng. Được chưa? Ừ. Này phải phơi nha chứ. Phơi mà, để lắng lên phơi. Này nó cứ toanh ở đây này. Toanh ở đây. Trời đêm mưa. Ừ. Nó khô hẳn nên nó đang lên cái đấy. Đâu rồi, kiểm tra con bò nè. Phơi hai lắng là khô. Ra xem con bò nè. Rau rau lên được không? Rau đây thì nếu mà chị chưa gửi được tiền nữa. Rau rác lại vứt đầy này rồi hả Thành? Vỏ sữa này vứt đầy đây này, vứt gọn gàng đốt đấy chứ. Chú không ở đây cũng phải sấy xẻ chứ. Mang máy lửa đây mẹ đốt chắc. Này phải tưới mới lên được bà gái ạ. Cái này cái cải ngọt này cứ nhổ ra mà cấy nó lên được hết có gì đâu. Ông cứ mang cái bật lửa đốt luôn đi. Cầm máy lửa đây. Cái đấy để mà bán sắt vụn. Cái nhà sắt vụn suốt được còn định đốt cái xô đấy à. Mang máy lửa ra đây. Buộc bò kìa.
Bọt hết chuối không sợ bác nói nhở? Không, bọt hết chuối người ta rồi. Ăn hết chưa? Ăn hết rồi. Ừ. Bò nó vặt cả cái lá rong này à? Ăn hết. Hả? Ăn hết, mình đói là ăn hết. Thành ơi, chị đứa gái nữa, đứa gái. Mấy ai chú bảo? Đứng cạnh cái giếng này. Là chú hỏi mày chuyện này không phải hay mày trước mày nói điều chú. Con nhớ không, con kể với chú là đây là có gì không? Con kể như nào? Có ma. Trước là con kể như nào nữa? Ừ, có người bị mất ở đây phải không? Ngã ở đây phải không? Con trêu chú. Mày trêu chú đấy à? Vâng. Thế mà mày khẳng định có. Ừ. Chú đang định hỏi mẹ mày phát, có mẹ mày đây phát, mày nói thật ngay. Thằng ngày hôm nó bảo là có người bị ngã ở đây. Không, chị đi viện chị nghe nó rất bò đây, chú hỏi nó nói chứ. Nó bảo là có người chết ở dưới giếng này, có phải đâu. Ừ, thế sao nó dối? Người này cấm chỉ trêu đấy nhá. Cái gì phải thật thà đó chưa? Ừ. Xem nó có béo không? Béo ấy nhỉ? Ừ, ở đây buộc cái này được đấy, ăn cỏ được đấy. Buộc nó vào. Đây vào buộc cái này bà gái. Cho nó gặm trong này. Buộc đây. Ôi chuối chặt hết rồi. Ai chặt đấy? Chân bò đấy à? À. Ừ. Bò béo đấy, được đấy. À đấy, hôm về có cho đi lấy nước không? Trong sang nó bảo là để quá rồi. Quá rồi à? Thế đợi khoảng độ mấy hôm nữa nó lại đòi đấy. Bò đẹp đấy. Bỏ cái xô ra để tôi bán nó vụn được nhá. Bê bia có sạch không? Đâu vào kiểm tra cái nào. Đốt hết đi. Mà nở có tiến bộ không? Nhà bật nửa đi không lại quên. Nửa đâu. Cây nhà chị gái hơi kém không với nhà cô Toán đấy. Ừ, kém rồi chị. Sáng nào cũng tưới nước đấy. Bón phân vào. Mà... phân bò mục kìa. Sới cho bón phân bò mục vào. Đừng có phân tươi, tươi sót nó chết. Phân bò mục, hay phân gà mục, được chưa? Có phân lân thì tốt. Thôi rồi, đi vào nhà nè. Ai ở bên này dãy hết được à? Ghê nhờ. Lưng không đau nữa à? Không đau lưng nữa à? Ừ. Đó. Đâu? Cấy mới cấy à?
2.000. Ừ. Thế lỗi ở gốc này này. Bà gái. Hả? Gà lớp mới. Lấy xuống. Bệnh hết này, đây là gì? Đâu vào bếp kiểm tra nhà mày, bếp sạch sẽ. Ai cắt nhiều rơm ghê nhỉ? Ôi dạ. Tạm được rồi nhưng vẫn lấy lắm nha. Mày quá rồi. Chỗ này nếu mà cấy hết rau đây được hết, nhổ đi bán. Cô Toán cũng cấy được, họ đến nhà mua luôn. Trời ơi, bán. Ừ. Gọn gàng hơn đấy. Thôi được rồi, ok rồi. Được nhá, tiếp tục phát huy nhá. Đây là ok đấy. Có tiến bộ đấy. Ai da. Hả? Ừ. Đem đâu rồi anh? Đâu ấy? Thế anh show anh điện Zalo hay điện thoại? Anh đây mà. Như nào nữa? Mà anh sao bảo lúc đầu là bảo ai đấy. Ừ. Thôi em nghe đây thì bắt đầu. Anh bảo là anh sao mà. Ờ. À, không như nào? Thế quen anh già, bảo quen thế nào lâu lắm thế anh mới tiện với em. Ừ. Anh có bảo ở nhà chơi không? Không. Anh bảo anh sang lấy vợ chưa? Chưa. Hả? À. Chưa. Có hỏi anh không? Không. Thì anh có hỏi chị bao giờ lấy chồng không? Không. Hả? Không. Không à? Ừ. Em bóng nào dành xuống thế này chơi. Ở đâu? Sinh nhật Thụy, bóng em cũng biết quầy của anh. Đường Thụy á? Ừ. Anh ấy về Đường Thụy làm gì à? Ừ. Đường tròn ý. Đường tròn Đường Thụy à? Ừ. À. Thế là về Thái Nguyên rồi đấy. Ừ. Chia sẻ các bác là anh sâu hồi trước là anh ấy bán quần áo ở Bắc Giang. Đấy. Thì bán thuê. Nhưng bây giờ là về bán ở Thái Nguyên. Điểm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên. Bà gái này bà ấy vẫn rất quý anh sâu, anh điện cười phơ lỡ. Vui hơn Tết nhỉ? Hả? Vui mà. Thế anh sâu với chị Toán thì chị quý ai hơn? Quý anh sâu hơn. Quý anh sâu hơn. Anh Sô mấy em hiền thì quý ai hơn? Quý bà Toán hơn. Hả? Quý bà Toán. Anh Sô với chị hiền cơ mà. Anh Sô với chị cái hiền đó. Ừ. Quý anh Sô hơn. À, anh Sô ở số 1 đấy nhờ. Ừ. Thế thằng Thành là con của chị với anh Sô thì chị quý ai hơn? quý anh Sô hơn Thành. Quý anh Sô hơn con của mình? Ừ. Ai à? Ghê nhờ. Thế anh Sô anh là cái gì mà chị quý ghê đấy? Anh em mà quý hơn con của mình. Hả? Ừ. À? Hả? À? Thành nói gì? Yêu rồi mà yêu. Nó bảo là chị yêu anh Sô. Thế có phải không? Không. Trước chị đã bảo thế làm gì á? Bà đấy nhưng mà anh em thôi. Ờ. À. Anh em mà quý ghê đấy. Quý hơn là con của mình ấy. Con của mình đẻ ra không bằng. Không bằng. Ừ. Thế thì bà kinh nhỏ.
Nó thật hay nó đùa? Thật mà. Không quý con của chị bằng quý anh Sô. Ừ. Ừ. Bây giờ cho chọn là chọn anh Sô không chọn con. Ừ. Thế Thành đi về về nhà chú ở. Mẹ con nó quý con nào đi chú nuôi. Đi. Đi. Hả? Có. Đấy, chị quý nó đâu nó chả đi. Đi không? Đi đi. Ừ. Đi luôn. Ôi giời ơi. Bà này đúng là hâm nặng thế giới Việt Nam. Quý cả bác Sơn, quý cả con nhỉ. Phải không? Thì quý ai hơn? Quý Thành hơn. Thế sao vừa bảo anh quý anh cho hơn? Bà thuộc hạng hâm lặng thế giới Việt Nam. Thể hiện về chiếc này. Cậu cầm điện thoại chạy xuống nhà và tổ toán mời cậu bảo không. Chị không, chị chưa xuống được. Lâu lâu chị mới xuống uống qua cái giờ của chị ở đấy rồi. Ừ. Diễn viên điện tử. Hiền lúc nào quý. Nào tối nào đang đi ngủ tầm đấy thì gọi điện. Ừ. Thôi nhá, bây giờ nhá, vào là thấy như này làm ăn là cũng được rồi. Ừ. Bệnh tình như thế là ok rồi. Ừ. Đấy, có thể làm ăn được rồi nhá. Ừ. Nên là tiếp tục làm ăn phát huy. Ừ. Đấy. Đi làm thì việc nhẹ nhàng thôi nhá. Ừ. Tránh làm những việc nặng nó lại ảnh hưởng gãy lưng ấy, được chưa? Ừ. Không khỏi nữa đâu. Đấy, còn cái bệnh của chị kia hôm nào nếu mà phải kiểm tra đi xem xét nghiệm cho nó như nào đã. Ừ. U cũng nguy hiểm đấy chứ không phải là không đâu. Chị nhá. Chị kiểm tra lại. Ừ. Cơ bản là về cái đau lưng là cũng ổn rồi nhá. Lúc nào mà chị phải không nên bấm huyệt nữa, chị phải điện cho bác cảm ơn bác nhá. Bác rất là tốt đấy. Cái gì? Không lưu số nữa. Ân nhân của mình mà không lưu số. Hả? Mất số tí em cho số nhá. Xong rồi gọi cảm ơn bác. Đấy. Bác chỉ là người lạ thôi. Đấy, nhưng bác có tấm lòng giúp đỡ chị chữa khỏi bệnh của chị. Nếu bình thường nếu mà cứ để chị chữa thì không bao tiền cũng không khỏi được. Đúng không? Chị đi khắp nơi chữa khỏi đâu. Đấy, nhưng mà hôm chị làm bác phật lòng ấy là chị đã điện lại cảm ơn. À, xin lỗi bác chưa? Chị có số đâu. Ôi giời ơi, thế tí cho số nhá, điện lại cho bác nhá. Đấy, xin lỗi bác không cảm ơn bác, được chưa? Ừ. Mẹ mày đi khám khắp nơi rồi, không khỏi rồi, hiểu chưa? Nhưng bác bấm huyệt rất chuẩn đấy, nhá. Ừ. Anh bỏ cái ghế xuống đi. Ghế còn gãy cả chân rồi, nhấc được không? Bỏ cái que đã. Giờ của chị là tập trung vào làm ăn, nuôi con, hiểu chưa? Không phải tư tưởng linh tinh, nhá. Đấy, gãy ngồi gãy ngã đấy. Thôi Hoàng Nhận kết thúc cái video này đây nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Chào bác. Ừ. Nhà này sạch sẽ quang đãng. Gãy sạch hết cọ khắp nơi.